chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể đón xem được nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày các bạn nhé. Như các bạn đã biết, xung quanh chúng ta có rất nhiều điều thú vị, bất ngờ và chúng ta nghĩ nó không thể xảy ra. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục Chuyện lạ quanh ta để cùng khám phá những điều bất ngờ đó nhé. Sau 6 năm chuyện tình của cặp đôi ông 60 cháu 17 giờ ra sao, Lý Khung Thành 62 tuổi và người yêu Lâm Tĩnh Ân 23 tuổi mới đây xuất hiện công khai trên sóng truyền hình, thu hút sự chú ý của dư luận. Cặp đôi chia sẻ rằng họ từng có ý định sẽ đăng ký kết hôn vào sinh nhật tròn 20 tuổi của Lâm Tĩnh Ân, tức là hồi tháng 11 năm 2016. Nhưng do sự phản đối của bố Lâm Tĩnh Ân và nhiều yếu tố bên ngoài tác động, đồn thổi, họ không dám đăng ký kết hôn. Cặp đôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên vào năm 2013, lúc đó Lâm Tĩnh Ân chỉ mới 17 tuổi. Vào thời điểm công khai mối quan hệ chuyện tình lãng mạn này, ngay lập tức bị mạng xã hội Trung Quốc lên tiếng phản đối. Bố của Lâm Tĩnh Ân là bạn thân Lý Khung Thành luôn giữ thái độ tiêu cực, ông thậm chí từng kiện Lý Khung Thành ra tòa về tội cám dỗ nhưng không thành. Nhiều người cho rằng mối tình chênh lệch tới 40 tuổi này rồi sẽ chẳng đi đến đâu, hay khi lớn hơn một chút, nữ chính trong câu chuyện sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn và sẽ tìm cho mình một người thực sự thích hợp. Vậy mà dường như tất cả đã nhầm, bởi sau một thời gian im hơi lặng tiếng, cặp đôi đã tung loạt động thái chứng minh sau tất cả họ vẫn rất hạnh phúc bên nhau. Đánh dấu tròn 6 năm bên nhau, một số cư dân mạng bắt gặp Lý Khung Thành và Lâm Tĩnh Ân đi ăn cùng nhau, cả hai tỏ ra vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Dường như tình cảm của họ không bị dao động dù trước đó xuất hiện rất nhiều tin đồn chia tay, đặc biệt cái bụng phẳng của Lâm Tĩnh Ân phần nào phá vỡ tin cô có thai. Suốt 6 năm vừa qua, cặp đôi đã nhiều lần đối mặt với đủ loại tin đồn khác nhau, từ việc sẽ làm đám cưới khi Lâm Tĩnh Ân tròn 18 tuổi, đến việc Lâm Tĩnh Ân mang thai rồi cả scandal Lý Khung Thành phản bội tình cũ để bến bên tình mới trẻ hơn mình 40 tuổi. Cặp đôi cũng dần trở nên kín tiếng hơn, tuy nhiên động thái mới nhất của cả hai chứng minh họ đã vượt qua được chúng để tiếp tục đồng hành cùng nhau. Cặp đôi vợ sinh chồng xấu đã chứng minh tình yêu thực sự trước lời miệt thị của dân mạng 5 năm về trước. Biệt danh vợ sinh chồng xấu cũng chính là cái tên mà cư dân mạng đã đặt cho cặp đôi này vào 5 năm về trước. Vào tháng 7 năm 2014, đám cưới của Trần Lâm sinh năm 1991 và Thu Hiền sinh năm 1993 được đăng tải trên khắp diễn đàn mạng trở thành câu chuyện gây xôn xao dư luận. Thế nhưng, lời chúc phúc thì ít, miệt thị chê bai thì nhiều. Người chê bai ngoại hình chú rể xấu xí không xứng với cô dâu, người cho rằng cô dâu ham giàu nên bất chấp lấy người có ngoại hình chênh lệch. Ít ai biết chàng trai Trần Lâm đã bị thương tật vĩnh viễn do bỏng 90% gương mặt sau tai nạn ngoài ý muốn vì sự cố bom mìn năm 2001. Yêu nhau 5 năm, lấy nhau 5 năm, như vậy họ đã có trọn 10 năm bên nhau. Quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để chứng minh một tình yêu thực sự. Bởi nếu như nhiều người đã từng nói, nếu họ chỉ yêu nhau vì vật chất thì liệu có đủ kiên nhẫn để sống hạnh phúc trong quãng thời gian dài đến thế? Hơn ai hết, chính Trần Lâm và Thu Hiền đã phải chịu những tổn thương từ lời nói của nhiều người. Không như những đám cưới khác được người ta chúc tụng khen ngợi, cặp đôi này lại phải chịu nhiều điều tiếng chỉ vì ngoại hình của chú rể. Nhưng tất cả mọi chuyện rồi cũng qua, thời gian sẽ chứng minh liệu chuyện tình của họ là thật hay là giả tạo. Như Thu Hiền từng nói, cô đến với Trần Lâm về tình yêu thực sự vì muốn là vợ anh và muốn sống hạnh phúc bên anh. Bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha, ngày ấy, sau 5 năm bên nhau, cặp đôi đã thực sự chứng minh cho mọi người thấy tình yêu cổ tích là có thật trên đời. Họ đã vượt qua thị phi và sống cho hạnh phúc của chính bản thân mình. Chia sẻ với chúng tôi, Thu Hiền cho biết cuộc sống của cô hiện tại rất ổn. Nhớ lại quãng thời gian bị mọi người nói ra nói vào về chuyện tình cảm, Hiền tâm sự, thật sự lúc đầu mình cũng có nghĩ ngợi nhiều, thế nhưng càng nghĩ thì càng phải cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thật ra nhiều người không biết chúng mình đã phải cố gắng như thế nào, phải hy sinh và vun đắp ra sao, thế nên những lời mỉa mai chỉ khiến hai đứa mình thêm trân trọng và yêu quý nhau hơn mà thôi. Với mình, cuộc sống là của mình chứ không phải là của ai khác, không ai sống hộ được ai và cũng không thể bắt họ ngừng chê bai móc mỉa. Thế nên hãy mặc kệ và cố gắng sống tốt cuộc sống của mình là câu trả lời thiết thực nhất rồi. Kể về chồng mình, Hiền không giấu được niềm hạnh phúc. Chúng mình như bao cặp đôi khác thôi, ai cũng nghĩ là chắc chồng bị vậy còn vợ không sao nên chồng cưng lắm. Nhưng mà không đâu, chúng mình sống tôn trọng nhau và rất công bằng, tôn trọng nhau mà sống. Thi thoảng cũng có cãi nhau nhưng chỉ 5-10 phút là lại hòa với nhau. Có với nhau một bé trai gần 3 tuổi khôi ngô và đáng yêu là niềm hạnh phúc nhất của cặp đôi này. Thu Hiền chia sẻ hai vợ chồng dự định vài năm nữa sẽ có bé thứ hai vì bây giờ đang tập trung chăm sóc cho bé đầu tiên. Hiền hạnh phúc nói bé nhà mình nghịch lắm nhưng cũng rất ngoan, biết giúp mẹ nhiều thứ như là dọn dẹp, đổ rác, đi chơi hay ra ngoài bé tự cởi áo để giày dép lên kệ, rất là đáng yêu. Tình yêu của cặp đôi đũa lịch này trải qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau, có một người vợ luôn bên mình động viên và nhất là chẳng ngại những lời xì xào bàn tán hay những ánh mắt tò mò của mọi người, có lẽ là sự may mắn và hạnh phúc của Trần Lâm. Gia đình hạnh phúc của cặp đôi vượt lên mọi lời gièm pha, miệt thị của cư dân mạng nhiều năm về trước. Đám cưới của cặp đôi đũa lệch Dũng Khổng Lồ và Bảo Bảo Tí Hon gây sốt mạng. Quý vị và các bạn thân mến, hết xôn xao về đám cưới của cặp đôi đũa lệch vợ béo chồng gầy, cư dân mạng lại rầm rầm chia sẻ hình ảnh của cặp đôi Dũng Khổng Lồ và Bảo Bảo Tí Hon. Những hình ảnh về đám cưới cổ tích của cặp đôi đũa lệch chú rể Tí Hon chỉ tới vai cô dâu được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, mới đây là minh chứng cho tiếp theo câu chuyện tình yêu vượt qua mọi giới hạn. Trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình, chú rể Tí Hon khoác tay cô dâu cùng đoàn người thân hai bên họ hàng với nụ cười rạng người và hân hoan. Điều đặc biệt gây ấn tượng trong đám cưới của cặp đôi nàng Bạch Tuyết và chú Lùn này là sự hoán đổi vị trí của mình cho nhau với tên gọi hài hước dí dỏm. Chú rể là Dũng Khổng Lồ và cô dâu là Bảo Bảo Tí Hon. Theo KX, một người thân của chú rể cho hay, chú rể sinh năm 1994, cao 1m1, còn cô dâu kém 1 tuổi. Cô dâu chú rể là người Hà Nội, đám cưới được tổ chức vào ngày 12 tháng 2 âm lịch vừa rồi. KX nói, chú rể hạnh phúc khi lấy được cô nàng Bạch Tuyết về làm vợ. Nói về gia cảnh cô dâu chú rể, chị KX tâm sự, nhà chú rể có 2 anh em trai, chú rể là con lớn trong nhà, điều kiện kinh tế gia đình khá giả. Chứng kiến đám cưới cổ tích như trong mơ, vượt qua mọi giới hạn, cư dân mạng tỏ ra cảm thấy vui lây cặp đôi này. Tuy chú rể không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn, chúc đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc và một chú lùn là có thật rồi. Cư dân mạng bày tỏ niềm hạnh phúc cho tình yêu đơm hoa kết trái của cặp đôi cô dâu chú rể. Cô dâu chú rể làm lễ bái gia tiên, trước một số bình luận khiếm nhã, không hay giễu cợt, chú rể thấp bé, nhiều bạn trẻ lên tiếng bảo vệ. Chú rể thấp nhưng bù lại có khuôn mặt điển trai và nụ cười rạng rỡ, nhìn ngoại hình thế không đánh giá được gì cả, biết đâu chú rể có tấm lòng nhân hậu, không như một số kẻ chỉ được vẻ ngoài hào nhoáng, bên trong rỗng tuếch. Ai cũng có quyền được lựa chọn cuộc sống và hạnh phúc cho riêng mình. Thay vì soi mói vào những khiếm khuyết của người khác thì hãy tìm ra điểm tốt đẹp của họ. Bởi nhân vô thập toàn, hãy có cái nhìn phóng khoáng, rộng lượng với người khác để nhận lại từ họ những điều như thế. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể đón xem được nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.